Dương Tử có bị Triệu Lệ Dĩnh vượt mặt khi cùng đóng vai bác sĩ tâm lý. Cách đây không lâu, bộ phim Nữ Tâm Lý Sư do Dương Tử và Tỉnh Bách Nhiên đóng chính đã tung trailer và nhận được nhiều lời khen ngợi của khán giả. Đặc biệt, trong đoạn trailer này, ánh mắt của Dương Tử khi vào vai bác sĩ tâm lý Hạ Đốn được miêu tả là chứa đựng cả một câu chuyện và nhìn thấu lòng người. Tuy nhiên, khi trailer của bộ phim Ai Là Hung Thủ do Triệu Lệ Dĩnh, Tiêu Ương và Đồng Tử Kiện đóng chính được tung ra, khán giả lại quay quắt 360 độ. Theo đó, hầu hết đều cho rằng cùng vào vai nữ bác sĩ tâm lý, nhưng diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh ăn đứt Dương Tử từ ánh mắt đến thần thái. Qua đoạn trailer, nhân vật nữ bác sĩ tâm lý thần vũ của Triệu Lệ Dĩnh là người xinh đẹp, tài giỏi nhưng lại vô cùng bí ẩn. Ban ngày, cô là chuyên gia tâm lý với những bộ trang phục sáng màu bắt mắt. Tuy nhiên khi đêm xuống, thẩm vũ lại như biến thành con người khác với quần áo tối màu và ánh mắt sâu không thấy đáy. Thêm vào đó, kịch bản của Ai Là Hung Thủ cũng được khán giả mong đợi và nhận được nhiều sự phản hồi tốt hơn. Thay vì một bác sĩ tâm lý đứng ở phe thiện từ đầu đến cuối như Hạ Đốn của Dương Tử, khán giả lại càng mong đợi màn hắc hóa từ thẩm vũ của Triệu Lệ Dĩnh. Trailer của phim cũng hé lộ nhiều hơn về câu chuyện của cô bác sĩ tâm lý bí ẩn thẩm vũ và khung cảnh tăng tóc của xưởng in thành phố Hải Chu. Đoạn clip dài 2 phút của Ai Là Hung Thủ cho thấy hàng loạt vụ án mạng xảy ra tại khu xưởng in ấn, trong đó dòng thời gian bắt đầu khi Lãnh Tiểu Bình do Tiêu Ương đóng vẫn còn theo vụ án giết người hàng loạt tại đây. Thế nhưng vì nhát tay, anh đã để hung thủ trốn thoát, đồng thời khiến vụ án khép lại trong chóng vánh do thiếu bằng chứng. Sau 16 năm kể từ sự kiện kinh hoàng năm đó, vụ án bỗng dưng được khơi gợi lại bởi Hạ Mộc, Đồng Tử Kiện đóng con trai của một nạn nhân may mắn sống sót năm đó, và nữ bác sĩ tâm lý thẩm vũ Triệu Lệ Dĩnh đóng, không còn gắn bó với các dự án cổ trang thần tượng. Triệu Lệ Dĩnh hứa hẹn sẽ có cú bứt phá ngoạn mục nhờ màn thay đổi hình tượng ở Ai Là Hung Thủ. 8 năm trước, Triệu Lệ Dĩnh lần đầu xuất hiện với vai phản diện Lưu Ly trong bộ phim điện ảnh Cung Tỏa Trầm Hương của Vũ Chính và nhận được nhiều phản hồi tích cực nhờ sự nhập tâm và kính nghiệp. Thậm chí diễn xuất của nữ hoàng rating khi đó còn được cho là chỉ có hơn chứ không có kém nàng Tam Kim ảnh hậu Châu Đăng Vũ. Nhưng kể từ đó, cô nàng cũng không trở lại với bất kỳ vai phản diện nào nữa. Ai Là Hung Thủ là bộ phim nằm trong series Giả Phát Sương Mù, là chuỗi phim tâm lý xã hội vô cùng ăn khách. Năm ngoái, một bộ phim khác cũng nằm trong series là Góc Khuất Bí Mật đã khiến màn ảnh nhỏ phải chao đảo vì sự hấp dẫn khó cưỡng. Thành công mang cái tên Tần Hạo vượt qua nỗi khủng hoảng tuổi trung niên để trở lại các bảng xếp hạng chỉ số truyền thông diễn viên hàng tuần vào thời điểm phim lên sóng. Chính vì thế mà Ai Là Hung Thủ cũng được rất nhiều người chờ đợi. Không chỉ vì đây là một bộ phim chất lượng đáng để kỳ vọng do nội dung hấp dẫn, lôi cuốn mà sức hút đến từ cái tên Triệu Lệ Dĩnh cũng đã đóng góp 50% thành tích vào quá trình tuyên truyền cho phim. Tuy nhiên, bộ phim và bản thân nữ diễn viên cũng đang gặp phải áp lực lớn. Vì sau sự trở lại không mấy mỹ mãn ở Hữu Phỉ, thì dường như kỳ vọng mà khán giả đặt lên bộ phim lần này của Triệu Lệ Dĩnh lại càng cao hơn, bởi sức ảnh hưởng từ Góc Khuất Bí Mật vẫn còn quá lớn, mà khả năng diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh thì dù không xuất sắc tuyệt đỉnh, cũng không thể nào thụt lùi. Trước nay, diễn xuất của cô luôn được đánh giá là ổn định nhất trong lứa tiểu hoa sinh sau năm 85, khả năng biến hóa nhân vật cũng đa dạng. Đặc biệt, sau vai Lưu Ly trong Cung Tỏa Trầm Hương, thì đây là lần đầu tiên Triệu Lệ Dĩnh tái xuất với một vai phản diện đầy góc khuất như Trầm Vũ.